Tam gia võ công siêu quần, đấu tay đôi ác hẳn có thể kéo dài thời gian. Mình chờ thời cơ lẻn vào để cứu thiếu gia mới được. Ê, Lâm Bụi Bụi, Bụi đi đâu vậy? Bố ca ca, người đó hung dữ khiến tôi thấy sợ quá. Không cần sợ, có bố ca ca đây, ta xem ai dám ăn hiếp Bụi. Bụi nha, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta, không được đi lại bậy bạ. Đại ca, ngươi rụt rè nhát như vậy sao cứu người được? Chắc hạ dũng mãnh như vậy tôi không dám làm liều. Thật hả? Tất nhiên rồi, tiếp chiêu. Ngươi thua rồi, bạch tâm kết đi. Đại Dương, hắn ăn hiếp tôi. Nếu nó lỡ ra tay, ta không trổ tài luôn đi. Tay nghề của ngươi cũng rất khá. Nếu ngươi đồng ý góp sức cho ta, vậy chuyện mà bổn Dương tranh đoạt ngôi vua yêu giới lại có thêm phần thắng trong tay rồi. Đại Dương, trận đấu vừa rồi xem như là hắn gặp may thôi. Hay là để ta tiếp hắn vài chiêu coi sao? Cho hắn một bài học cũng hay. Bổn Dương chuộng nhân tài, chỉ so tài thôi, không được giết hắn. Ca ca, không nên mạnh tay như vậy. Chúng ta chỉ so tài thôi, không may tổn thương ta, ta sẽ bắt đền huynh đó. Yêu phụ, ta còn chưa xuất giá đâu. Thử xem ngươi còn pháp bảo nào không. Lục kiếm tề phát. Thật càng phá sát. Đại Dương, ta không đánh nữa. Tại sao vậy? Chỉ còn một chút nữa thôi là cô thắng rồi mà. Chỉ là đánh nhau thôi mà, sao phải làm cho bụi bặm dơ giấy như vậy? Với lại, ngài quy định ta không được làm hại tới hắn. Không may ta xuất tuyệt chiêu ra, đánh chết hắn, vậy ta phải làm sao? Ta không vui, không đánh nữa. Được rồi. Không đánh thì thôi hả? Thấy cô vất vả như vậy, bổn dư cũng không đành. Nghỉ ngơi một lát đi, hả? Họ Lưu kia, bản lĩnh của ngươi cũng khá đó. Hả? Bổn dư thấy thích ngươi lắm. Bổn dư hỏi ngươi thêm một lần nữa, ngươi có hứng thú đi theo chủ khác hay không? Chỉ cần ngươi góp sức cho Hắc Thi Lâm, bổn Dương sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, tận hưởng cả đời. Thậm chí là dưới một người mà trên muôn người. Ngươi thấy sao? Còn yêu quái kia mau cấm miệng đi. Ngươi có giỏi thì qua đây bắt ta. Vậy bổn Dương sẽ tiếp ngươi vài chiêu.
Mời. Đi thua rồi. Vậy à, còn quá sớm đó. Ngươi không biết vô cực đoạn tình trưởng thì không phải là đối thủ của ta. Xem đây. Trời ơi, hắn biết nhiều phép thuật như vậy, cũng may giờ rồi để không đấu tiếp với hắn. Ôi trời ơi, người này lợi hại thiệt nha, có thể so tài ngang sức với đại dương. Hình như hắn tên là tên Lưu Trung. Mặt cái hắn tên là gì? Nói chung thì đại dương vẫn dốc hết sức, chống mắt lên mà xem. Dạ Quyển ca, thì ra huynh đã tỉnh lại rồi. Xin lỗi cô, tình hình lúc bấy giờ không cho phép tôi ra tay ngay. Cửu muội cũng không sao chứ? Huynh tỉnh lại thì tôi vui rồi. Thật sự đáng chúc mừng đó. Tự huynh giải được mê hồn đại pháp đã là chuyện giỏi giang lắm rồi. Không thể là Linh Sơn để nhất mảnh tướng đó nha. Tứ Hỷ à, tôi cởi trói cho huynh. Ý, cửu muội, cô để tôi. Ờ. Thiếu gia. Đa tạ. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Nè, tên bố lập ni đó có làm gì cậu hay không vậy? Hả? Trời ơi, đừng có hỏi nữa. Tứ Hỷ. Dạ Quyển, ngươi làm gì vậy? Ta phải giết Lưu Tứ Hỷ. Quynh tính làm gì vậy? Cửu muội à, đừng quên nhiệm vụ nữ dương đã giao. Bà ấy kêu cô giết Lưu Tứ Hỷ, đây là thời cơ tốt nhất. Tôi không ngờ quynh lại làm như vậy đó. Ê, cửu muội. Tứ Hỷ. Tam gia. Ai? Tôi là Dương Tuấn nè. Trời, sao ăn mặc như vậy? Tạm thời không nói chuyện đó nữa. Thiếu gia mau trốn vô trong đó. Được. Cho nguy hiểm quá. Ê, trời ơi. Nè, mấy chuột bỏ lên. Tiến lên hết tốc độ. Tứ Hỷ. Cô muội à, cô lên đây mau. Tứ Hỷ. Nguy rồi, hắn đại dương đang đuổi theo đó. Yên tâm đi, hắn không đuổi kịp đâu. Nhưng mà hắn đang tiếp cận gần chúng ta. Từ nhỏ tôi đã quen điều khiển cỗ máy này rồi. Khả năng của nó tuyệt đối nằm ngoài tưởng tượng của cô. Hắc đại dương đòi hút tinh khí của tôi hả? Chờ ăn đòn đi. Quá lợi hại. Cô bám chặt nha. Đây, chúng ta chơi chiêu diện bích tư quá. Ô quy bay, quẹo gấp đi. Lợi hại chưa? Pháp bảo này lợi hại thiệt luôn đó. Đúng vậy, quẹo phải nha. Ê, Tam gia, ông xem, thiếu gia ở trong đó. Và còn Hắc đại dương nữa.
Phải là nguy rồi. Phía trước là cự thạch lâm, toàn đá lởm chởm thôi. Không may Tứ Hỷ bay vào đó, không em hiểu địa hình, e rằng Hắc Đại Dương lợi dụng cơ hội này. À, ông không cần phải lo. Thật ra tôi cảm thấy càng lúc càng khả quan. Cự thạch lâm là chỗ tốt nhất để giải quyết Hắc Đại Dương. Chúng ta đi theo. Ê trời. À, nè. À, lần sau không đơn giản như vậy đâu. À, nè. Nè nè nè, sắp đụng vô rồi, sắp đụng vô rồi kìa. Quẹo mau đi. Bình tĩnh đi, không sao đâu. Nè 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 nè. Nè, cẩn thận đó. Đừng lo, bám chắc nha. Trái tim của tôi sắp lọt ra ngoài luôn rồi, mau quẹo đi mà. Đừng sợ, cô xem đây. Ô quy bay, xung thiên thế. Hả? Thiếu gia làm hay lắm, làm hay lắm. Không thẹn là truyền nhân của Lưu gia. Tôi tưởng nó đâm vào tảng đá, nhưng nó lại né được. Đúng là bạo gan thật mà. Nè, mày có pháp bảo của cậu cho nên mới tai qua nạn khỏi đó. Ông không nên nói như vậy. Tứ Hỷ à, lại tới rồi kìa, lại tới. Trời ơi, là thiệt sao? Chạy mau, chạy mau. Tứ Hỷ thất mau, đừng để hắn bắt được con. Thiếu gia. Tứ Hỷ à, cứu muội à. Tứ Hỷ, cứu tôi. Tứ Hỷ à, cứu muội. Tứ Hỷ, cứu muội à, cứu tôi với. Tứ Hỷ à, cứu tôi. Hả? Thiếu gia. Long phi trì trung vật, phụng phi thủy biên điểu, nguyệt lão trì thủy thính ngã mệnh. Trời ơi, có chuyện gì đâu? Bởi vì con yên đó, chuyện gì quá. Trời ơi, cầu nguyện đi. Đáng sợ quá. Vậy thôi, quay đó. Có chuyện rồi, chạy đi, chạy đi. Mọi người chạy đi. Nè, cứu muội à. Cô thấy sao? Có sao không? Hả? Tôi sợ quá. Cô đừng sợ, cô đừng sợ. Đừng sợ, đừng sợ. Dương Tuấn, cậu rất giỏi đó. Hả? Tam gia, tên Hắc Đại Dương đi theo hướng của Lưu gia, đây là cơ hội của chúng ta. Hay, nghĩa là cậu nhanh trí hơn. Tôi báo cho đại ca biết, dàn sẵn thiên lôi trận. Hây! Tam gia, chúng ta đi mau lên. Xong chuyện rồi, xong chuyện rồi. Chúng ta về nhà thôi. Hả? Nè, 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 cô lấy phụ tôi một tay. Hả? Nè, cô đẩy cần số lên. Ê trời, cô nắm cho chắc nha. Nè, đừng té xuống dưới ha. Được rồi. Ói ra thì khỏe nhiều rồi, không sao đâu. Nè, Ngữ Nhi, con ói ra là đỡ rồi. Muội đi lấy nước cho Ngữ Nhi lau mặt. Ổn rồi, ổn rồi. Ngữ Nhi, chất độc của Hoàng Nguyên Yên gần như đã thải ra hết. Con nhớ không nên cử động mạnh. Tác dụng phụ của Hoàng Nguyên Yên trong cơ thể con phải vài ngày mới khỏi hẳn, con biết không? Dạ. Cửu cửu, cửu mẫu, Tiểu Ngữ thế nào rồi? Ê, nó không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi. Vậy thì tốt, con vừa từ Tư Thục trở về, nghe nói Tiểu Ngữ xảy ra chuyện, cho nên con qua đây thăm. Học hoài không hết sách, con cần phải sắp xếp đến Tuyết Nghiên Đường để phụ giúp cậu. Con biết rồi, thưa cửu cửu. Con trai, nay cậu con đã nói như vậy rồi, con nên cân nhắc lại cho kỹ, không được phớt lờ nha. Tín hiệu của Tam Đệ, để tôi ra coi. Lần trước cho ngươi biết tay ngươi chưa chừa, hôm nay ngang nhiên dám đến nhà ta, ta phải cho ngươi một bài học. Chúng ta về tới nhà rồi. Wow, thật không ngờ nha, thì ra cổ máy này cũng rất là dễ điều khiển. Ê, nút đỏ này là gì vậy? Đừng bấm.
Đây là nút cứu sinh đó. Tầm giới chi nội thiên địa chí tôn, bao la lục hợp, kim quang tốc hiện, đạo khí trường tôn. Đi. Đau, 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 đau. Đầu của bộ dương đau quá. Đau quá chịu không nổi. Đáng đời. Nhưng không sao, hôm nay bộ dương chấp nhận chịu thua. Hôm nay Lưu Tứ Hỷ không chết, nhưng 24 tuổi chắc chắn hắn phải chết. Lão hắc quỷ, người nói câu này có ý gì? Đừng làm phiền ta nữa. Tự ngươi suy nghĩ đi. Ngươi đã cho hắn uống cái gì vậy? Cái gì? Gương thần quang. Chẳng lẽ năm xưa chính ngươi đã giả mạo danh thần y lão nhân sao? Thôi được, ta cho ngươi biết cũng không sao. Ngưng thần hoàng sẽ khiến Lưu Tứ Hỷ đột tử. Hả? Hắn sẽ bị nổ tung như quả cầu bằng da Quỳnh vậy. Quỳnh có thể làm sao hay không vậy? Đến lúc đó các ngươi chuẩn bị tinh thần dọn xác cho hắn đi là vừa rồi. Ngươi giỏi lắm, hãy xem thiên lôi trận của ta. Đã dùng trận pháp à? Rút lui. Lão hắc quỷ, đừng chạy. Hí. Ê, thật sự không sao mà, cô không cần phải lo. Trời ơi, Huynh bị té đau lắm rồi, Huynh ngồi xuống nghỉ đi. À, trời ơi, thôi được, thôi được. Huynh xác định tay của Huynh không sao chứ? Không sao đâu, nè, cử động bình thường, cô xem, phải không? Thôi được rồi, lần này tôi thành thật đa tạ Huynh đó. Không may tôi bị Hắc Đại Dương bắt đi thì tôi sẽ chết mất tiêu luôn. Lần này, xem như là tôi nợ Huynh một ân huệ nha. Ê, không, 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 không phải tôi cứu cô đâu. Cô quên rồi hả? Lần này chúng ta có thể chạy thoát, tất cả đều nhờ vào cô nhanh trí đó. Cô còn vì tôi chịu đòn nữa. Đừng nói như vậy, Huynh còn vì tôi hy sinh mạng sống luôn kìa. Nè nói mà. Thiếu gia. Thiếu gia. Huynh trở về rồi hả? Tôi lo cho Huynh lắm đó. Huynh nên nhớ rằng không may Huynh có mệnh hệ gì đó thì tôi không thể sống trên đời này nữa. Thiếu gia, tôi nhớ Huynh lắm. Thôi được, thôi được. Tôi đã bình an trở về rồi, cô đừng khóc nữa. Lưu Tứ Hỷ đúng là đồ đáng ghét mà. Đúng thiệt là đa tình, ngang nhiên ôm cô gái khác ngay trước mặt của tôi. Không sao rồi. Thiếu gia, Kim Châu, hai người tự nhiên đi, tôi ra ngoài chút nha. Ê, khoan đã, nè. Ê, thiếu gia. Tôi đi tìm cứu mũi. Huynh đừng đi, Huynh đã bị thương, tôi thoa thuốc giúp Huynh nha. Không sao, lát nữa tôi tự thoa sao. Không được, không được, không được. Không, 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 không. Thiếu gia, để tôi kiểm tra vết thương giúp Huynh. Không đau, không đau, không đau. Không đau hả? Như vậy đau. Như vậy đau. Không đau hả? Lâm muội muội. Lâm muội muội. Lâm muội muội, muội đi đâu vậy? Ta làm sai chuyện gì? Muội không chịu nhìn mặt ta, bỏ đi như vậy sao? Đại Dương trở về rồi. Đại Dương, có phải ngài đã bắt Lưu Tư Hỷ về rồi không? Đại Dương, kiểu tóc của ngài đẹp quá, trông rất thời thượng. Cầm miệng. Lúc nãy bổn dương đuổi theo hai tên tiểu quỷ đó, cứ tưởng là sẽ bắt được họ, không ngờ bọn họ lại nhiều mưu kế như vậy, cố tình dụ ta tới Lưu gia. Đầu của ta. Đại Dương. Đại Dương à. Đại Dương. Đừng đụng vào ta, đừng qua đây, đừng qua đây. Áp lực của ta quá lớn. Đại Dương. Đánh mất Yêu Dương Lĩnh Tiễn, không thể bắt được Lưu Tư Hỷ, bây giờ còn bị thiên lôi đánh trúng đầu của ta nữa. Tiếp theo đây liệu có phải đại ca của ta lại xuất quan hay không? Tính sao đây? Tính sao đây? Tính sao đây? Đại ca của ta lại xuất quan nữa rồi, phải tính sao đây? Phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Tỷ tỷ, bộ Đại Dương bị điên rồi hả? Câm miệng, hãy bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Nên dưỡng sức cho khỏe, trị khỏi chứng đau đầu, sau đó mới tìm cách đối phó. Cứ quyết định vậy đi. Cứ quyết định như vậy. Cứ quyết định như vậy. Quyết định như vậy. Ây trời ơi, cái đầu của tôi. Đến nhất quá. Đau quá. Cái đầu của ta. Tỷ tỷ à, tại sao Đại Dương đã nông nổi này vậy? Đại Dương vốn khỏe mạnh, tại sao bây giờ lại như vậy?
Tiếc thay, tiếc thay. Trước kia Đại Dương được mệnh danh là anh hùng của yêu giới, bây giờ lại trở nên vô dụng. Thiên Trinh, lúc đầu cô dụ dỗ Đại Dương, cô có nghĩ tới một ngày nào đó sẽ như vậy không? Sao cô lại đánh tôi? Chẳng qua tôi thử tình yêu của cô dành cho Đại Dương có phải thật hay không thôi. Ồ, tôi cho Quynh biết, tôi khẳng định cô ấy đã bị Đại Dương qua mặt rồi. Bị Đại Dương lừa rồi, cho nên cô ấy không cam lòng. Nó bậy bạ không? Quynh cũng đánh tôi hả? Quynh cũng bị Đại Dương qua mặt hay sao? Thủ đoạn của Đại Dương cao thật. Bạn đừng giận tôi mà. Tại vì tâm trạng của tôi không được vui mà thôi. Bạn nghĩ đi, lúc tôi và Tứ Hỷ ở Hắc Thi Lâm đó, sao huynh ấy lại xả thân vì tôi như vậy? Vậy chứng minh huynh ấy thương tôi có phải hay không? Nhưng mà tại sao vừa rồi huynh ấy lại ôm lấy Kim Châu như vậy chứ? Tôi biết rồi. Tứ Hỷ này từ nhỏ hàng ngày đã có vô số cô gái vây quanh huynh ấy rồi, cho nên huynh ấy chắc chắn rất là bay bướm. Vả lại huynh ấy hay nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt có phải không? Cho nên những lời huynh ấy nói với tôi chắc chắn là giả thôi. Đúng là đáng ghét mà. Ôi trời ơi, nếu lần sau huynh ấy còn dám nói với tôi những lời như vậy nữa, tôi thề sẽ cho huynh ấy biết tay của tôi luôn. Trời bỏ ghét. Ê. Tôi bỏ Linh Sơn đi lâu như vậy, không biết hiện nay mẹ tôi như thế nào rồi. Không biết mẹ có khỏe hay không, ăn có ngon miệng không, ngủ có yên giấc không. Và còn các tỷ tỷ nữa. Bướm bướm ơi bướm bướm, các bạn có thể thay tôi trở về Linh Sơn một chuyến thăm mẹ tôi và các tỷ tỷ có được hay không? Đa tạ các bạn, đi mau lên. Trời ơi, vẫn còn Dạ Khuyển Ca. Vừa rồi ở Hắc Thi Lâm mãi lo cứu Tứ Hỷ, cho nên quên mất Dạ Khuyển Ca rồi. Ê, không sao không sao, võ công của Quỳnh ấy cao tới như vậy, chắc chắn không có sao đâu. Dương Tuấn, đa tạ cậu đã cứu Tứ Hỷ. Không có gì. Đây, đa tạ lão gia. Còn một ly. Khoan, cô mụ vẫn chưa tới. Mời cô ấy tới nghe. Ê, ca. Hả? Không cần đi nữa. Thiếu gia, Quynh thử nghĩ xem, chúng ta và cứu mụi không quen thân nhau, cộng thêm việc cô ấy là một học viên mới đến, ngay trong buổi tiệc quan trọng như vậy, đâu cô ấy ngồi ăn chung bàn với lão gia và phu nhân. Như vậy liệu có đường đột lắm hay không? Cứu mụi và tôi có quan hệ mật thiết, cô không biết đâu. Tôi đi mời cô ấy. Đừng đi nữa. Thiếu gia. Nè, kéo tên tôi làm gì? Chúng tôi có quen biết cửu muội đâu, cô mời cô ấy làm gì? Ngồi đi. Mẹ, cửu muội và con thật sự có quan hệ rất mật thiết, lát nữa con cho mẹ biết sao ha. Bỏ tay ra đi. Cô bị sao vậy? Con sao không? Hả? Đưa tôi coi. Trời ơi, con cắt cãi bị đứt tay nữa chứ gì. Sau này cô phải cẩn thận hơn có biết không? Con đứng lại ngay. Lại có chuyện gì mẹ? Kim Châu và con chạy đôn chạy đáo nấu cả bàn tiệc như vậy, thậm chí còn bị đứt tay, còn không quan tâm người ta, thậm chí còn quay mặt bỏ đi như vậy. Kim Châu chỉ đứt tay thôi, cửu muội bị thương nặng hơn nhiều, con phải đi thăm cô ấy mới được. Tứ Hỷ, có chuyện gì cha? Cửu muội đâu còn con nít nữa đâu, cô ấy là người lớn rồi. Cô ấy không nói gì chứng tỏ thân tích của cổ không sao. Cô ấy đã quen sống một mình rồi, cứ để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau khi con bị người ta bắt đi, Kim Châu về con hàng ngày rửa mặt bằng nước mắt. Không chỉ có như vậy, cô ấy còn chăm sóc cho cha mẹ. Nè, con có lương tâm không vậy? Ngồi xuống. Vất vả cho cô. Thiếu gia không nên nói như vậy. Nè Tứ Hỷ, nên nghe lời của mẹ con, ngồi xuống ăn cơm đi. Đúng đó, ngồi xuống. Thôi được, ngồi xuống đây đi. Đây 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 đây, cạn 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 mời cạn nha. Đây đây cạn cạn, dạ mời cạn. Xin mời. Mời. Rốt cuộc tên Tứ Hỷ đó có gì hay ho chứ. Hắn đã lớn vậy rồi, vậy mà cả nhà lại xem hắn như là con cưng. Bây giờ còn có thêm một cô gái ngây thơ yêu thương hắn nữa.
Xem ra cô gái này rất được lòng của ông bà họ Lưu. Có lẽ phen này cửu muội phải chịu thua thôi. Không biết thương tích của cửu muội như thế nào rồi. Không được, mình phải đi thăm cô ấy. Người tính đi đâu vậy? Tại sao lại đeo ta như cái dông vậy? Sao ngươi lại không chịu buông tha cho ta? Thì nay Hắc Thiên Lâm rất cần của mạnh tướng như ngươi. Đại Dương ra lệnh, nhất định phải giải người trở về đó. Nói lại với Đại Dương ngươi, Dạ Khuyển ta sẽ không đi đâu. Chuyện này không tới lượt người quyết định. Thiên Linh Linh, Trinh Thanh Thanh, mê hồn chi thuật. Đấu với ta người chưa là đối thủ đâu. Dạ Khuyển nghe lệnh, lập tức theo ta về Hắc Thiên Lâm. Tuân lệnh. Dạ Khuyển ngươi, từ lâu ta đã phá mê hồn thuật của ngươi rồi. Nếu không, làm sao ta có thể thoát khỏi Hắc Thi Lâm được? Ngươi làm bằng cách nào? Chỉ cần ta tập trung tinh thần, giữ vững ý chí, mê hồn thuật của ngươi đối với ta mà nói không khác gì đồ chơi trẻ con. Bây giờ ngươi đã bị ta đã thương rồi, hãy ngoan ngoãn xuôi tay chịu trói đi. Thiên Linh Linh, Trinh Thanh Thanh, tập tư tu hiện. Lần sau ngươi biết tay ta, bây giờ ngươi đấu với ta tầm đi. Nếu không phải lo cho sự an toàn của cửu muội, vừa rồi ta đã mặc áo vô ăn thịt tứ hỷ rồi. Tối nay xem như mấy cho tên khốn kiếp như ngươi. Lâm muội muội ơi, muội đi đâu vậy? Lâm muội muội, Lâm muội muội. Ai vậy? Là tôi nè. Huynh làm tôi tới mất ói quá à. Tại tôi thấy huynh nghĩ tới đàn bà. Nè, báo huynh một tin vui ha. Hả? Lâm mùi mũi của huynh đã đi theo tên Lưu trong lúc nãy rồi. Nè, huynh có biết đàn ông tối kỵ nhất là cái gì không vậy hả? Là bị cấm sừng đó. Trời ơi, còn là một cặp sừng quá lớn luôn. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Huynh nói bậy như vậy. Có tin tôi, có tin tôi cho huynh biết tay không? Trời, có vài ba chưa võ mèo đánh tôi hả? Lại đây, lại đây. Huynh dám đánh tôi? Tôi kêu huynh đừng đánh mặt tôi đâu mà. Được, 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 không đánh nữa, không đánh nữa. Tôi đã hứa không đánh là không đánh mà. Trời ơi. Ôi, đau quá. Là mùi mùi, là mùi mùi, mùi về rồi. Không phải mùi này. Quỳnh đúng là đoạn hại đó. Đừng làm mất mặt chúng tôi nữa. Tôi kêu cô đừng đánh tôi, sao cô đánh tôi hoài vậy? Coi như là xui xẻo cho Quỳnh đi. Hôm nay tâm trạng của ta rất là tệ, cho nên mới trút giận lên đầu của Quỳnh. Các người ăn hiếp tôi không phục đâu. Quỳnh vẫn không chịu phục hả? Ngô Tà, tránh ra. Trời ơi, để đợi đi lượm về cho. Nhanh lên nha. Biết rồi. Còn chúng ta đã trở về rồi, sao chàng còn tỏ ra không vui vậy? Hôm nay lúc Thiên Lôi trận đánh trúng Hắc Đại Dương, hắn nói Tứ Hỷ từng uống ngưng thần hoàng, không thể sống hơn 24 tuổi. Hả? Ngưng thần hoàng? Trước khi chúng ta quá hộ độ cho nó uống ngưng thần hoàng, cho nên Tứ Hỷ mới mắc chứng điên cuồng. Đúng vậy. Tại sao bây giờ lại là ngưng thần hoàng, không thể sống hơn 24 tuổi? Như vậy thiếp phải mất đi đứa con trai này, thiếp sống làm sao đây? Được, 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 nàng bình tĩnh đi. Vừa rồi ta đã suy nghĩ, nói đến ngưng thần hoàng quả thật là có thể giúp Tứ Hỷ luyện thành vô cực đoạn tình trưởng. Chuyện này do chính miệng Linh Thiên Ảo đã xác minh. Cho dù Hắc Đại Dương nói đúng sự thật, nhưng chỉ cần Tứ Hỷ tranh thủ luyện cho thành vô cực đoạn tình trưởng, như vậy là được rồi. Chuyện đó thiếp cũng biết, nhưng mà Tứ Hỷ đó không may nó sống đến 24 tuổi, đột nhiên thương cô gái nào đó sẽ chết vì đau tim sao? Đúng, đúng đó. Sao ta còn nghĩ ra chứ? Tính sao đây? Thiếp nghĩ như vậy nha, hay là cho nó đính hôn với Kim Châu gì đó cho rồi đi, cho Kim Châu dùng tình cảm khóa chặt nó lại, như vậy nó sẽ không suy nghĩ bậy bạ nữa. Chẳng nghĩ sao? Đúng, 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 Kim Châu là người xứng đáng được chọn. Nhưng mà cha nuôi nó Dương Phát là tên mê cờ bạc mà. Cứ mặc hắn có mê cờ bạc hay không, đây là chuyện cứu mạng khẩn cấp đó. Ơi trời ơi, cha đừng nghĩ nhiều nữa. Được rồi, được rồi,
không nên bận tâm nhiều làm gì nữa. Chúng ta phải cân nhắc lại cho kỹ mới được. Lần nào chàng cũng chơi suốt thân của Kim Châu hết. Vô ngủ đi. Kinh Thiên à, mẹ, sao mẹ không gõ cửa để bước vào đây? Mẹ gõ cửa rất mạnh không nghe trả lời. Mẹ còn tưởng là con xảy ra chuyện gì đó. Con mà xảy ra chuyện gì được chứ? Không sao thì tốt. Mẹ muốn hỏi con về chuyện hôm trước cậu con kêu con đến Tuyết Nhiên Đường phụ giúp. Con suy nghĩ thế nào rồi? Cửu cửu, con sẵn miệng nói vậy thôi, sao mẹ lại tưởng là thật? Đã nói là nghiêm túc mà. Nếu thật sự cần con giúp đỡ, con có đi không? Con chỉ thích học thôi, con không có hứng thú với chuyện làm ăn. Con học nhiều như vậy làm gì? Mẹ cảm thấy con nên sớm đến Tuyết Nhiên Đường giúp đỡ, để tạo một vị thế cho mình, như vậy mới vững chắc. Đó là cách nghĩ của riêng mẹ. Cứ coi như con gì mẹ, mà suy nghĩ lại có được không? Thôi được, con biết rồi. Đã khuya như vậy của muội còn đi đâu? Lạ thiệt. Như vậy bộ có hẹn gặp mặt với ai sao ta? Cửu muội. Dạ Quyển ca. Cửu muội, cô thế nào rồi? Tôi vẫn ổn. Đi, cô đi theo tôi có chuyện muốn nói với cô. Tuy như vậy cửu muội còn hẹn gặp Dạ Quyển, có chuyện gì? Họ tỏ ra bí mật như vậy nói chuyện gì chứ? Mình không nghe thấy gì đi hết. Thôi đợi đã. Cẩn thận đó. Hiếp cửu muội, tôi đang liệu thương cho cô ấy, tại sao la lối ôm sòm ở đây? Tướng Hỷ, huynh tới đây làm gì vậy? Tôi anh hùng cứu mỹ nhân. Sao lại anh hùng cứu mỹ nhân? Tôi kêu Dạ Quyển ca tới liệu thương cho tôi thôi mà. Huynh đã nghe thấy chưa? Nếu cần người liệu thương tìm cha tôi được rồi, đâu cần phải nhờ hắn chứ. Tìm cha huynh? Lưu Tứ Hỷ, tôi nghĩ không chỉ tìm cha huynh để liệu thương đâu, kể cả hôn nhân cũng phải nghe lời của cha huynh chứ gì. Huynh vừa nói gì vậy? Dạ Quyển ca, huynh nói như vậy ý là sao? Ý là sao? Lưu gia có một cô gái tên là Kim Châu, cha mẹ Tứ Hỷ rất thích cô ấy, cho nên Kim Châu cô nương rất có thể là con dâu tương lai của Lưu gia, có đúng hay không? Không phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu mà. Tứ Hỷ, tôi thấy tình cảm giữa huynh và cô Kim Châu đó khá là tốt. Không phải lúc nãy huynh ôm cô ấy hay sao? Giả lại cha mẹ của huynh đều thích cô ấy như vậy, không chừng hai người đã có hôn ước từ lâu. Không, chúng tôi không có hôn ước đâu. Cho dù bây giờ không có hôn ước, không chứng tỏ là sau này không có hôn ước. Lưu Tứ Hỷ, huynh hiếu thảo như vậy, nghe lời cha mẹ như vậy, cha mẹ kêu huynh lấy ả, huynh dám cả lời à? Ngươi ừ? Trời, cửu muội à, cô phải tin tôi, cô đừng để ý tới Kim Châu đó có được không? Thôi đi Tứ Hỷ, huynh đừng nói nữa, mau về phủ đi, tôi còn phải liệu thương. Cô cứ liệu thương đi ha, cô cứ từ từ, cho cô khỏe lại tôi sẽ đưa cô về phủ. Lưu đại thiếu gia, không cần làm phiền huynh, huynh tự lo cho mình thì được rồi, chờ cửu muội khỏe lại tự tôi sẽ đưa cô ấy về phủ. Huynh đi về đi. Chứ cửu muội à, Tứ Hỷ, tôi không làm phiền huynh nữa, huynh mau đi về đi. Tôi đi đi. Đi đi. Được, tôi đi. Nói xong con này tôi sẽ đi ngay. Ăn nóng cho ngon.
Đủ Mùi à, tôi cho rằng bây giờ cô không đủ sức lực để hút tinh khí của hắn. Chỉ bằng cô hãy theo tôi về Linh Sơn. Nữ Dương nhớ cô lắm, bà ấy không trách cô đâu. Thấy nét mặt do dự khó quyết của Cửu Muội, xem ra cô ấy vẫn còn tình cảm với thiếu gia. Không được, mình phải tìm cơ hội để khuyên ngăn cô ấy. Ý, thiếu gia, mình phải đưa cô ấy về phủ xém chút quên mất. Tới nơi rồi. Hả? Dạ Khuyển ca, đa tạ huynh. Tại sao đột nhiên cô lại xa lạ như vậy? Chuyện nhỏ như vậy mà đa tạ. Trời ơi, sao huynh lại cho rằng xa lạ chứ? Huynh đó, mỗi khi tôi gặp vấn đề gì huynh đều giúp tôi hết. À, nhất là lần trước nha, huynh còn đưa yểu điệu mật cho tôi. Nếu không thì thân phận của tôi sẽ bại lộ ngay trước mặt Lưu gia rồi còn gì. Huynh đó, mỗi khi tôi bị thương, huynh đều hao tổn chân khí của mình để giúp tôi liệu thương. Tôi không đa tạ huynh, vậy tôi biết đa tạ ai? Được, nếu như cô thật lòng đa tạ tôi, vậy tôi xin cô hãy nghĩ về chuyện quay trở về Linh Sơn. Tôi cho rằng có những chuyện cần phải dứt khoát. Cô Mùi à, cô nên thừa lúc tình cảm với Lưu Tứ Hỷ vẫn chưa sâu đậm, cô nên cắt đứt tơ tình. Nếu không thôi, thời gian qua lâu, hai người yêu nhau tha thiết, lại đương đầu trước sự lựa chọn giữa gia tộc và tình yêu, chuyện lúc đó tàn khốc lắm. Cho tới lúc đó, bất luận cô chọn như thế nào, đó đều là sự đau khổ, cô có biết không? Dạ Khuyển ca, tất cả những gì mà huynh nói thật ra tôi đều hiểu hết. Chẳng qua hay làm vậy đi, huynh cho tôi thêm chút thời gian nữa để tôi suy nghĩ lại cho thật là kỹ nha, có được hay không? Được, vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, bảo trọng. Được, vậy huynh cũng mau quay về đi, tôi vô trong nha. Huynh ngồi đây làm gì vậy? Nuôi muỗi hả? Nè Tứ Hỷ. Nè à, Cô Muội đừng bỏ tôi đi mà. Đừng bỏ tôi đi mà. Tôi cũng không muốn bỏ đi đâu. Chẳng qua tình hình hai gia đình chúng ta, cộng thêm việc huynh lại có cô Kim Châu đó à, có lẽ Dạ Khuyển ca nói rất đúng, nên dứt khoát thì hơn. Cửu Muội à, nói vậy là sai rồi. Sao vậy? Cô không nên đánh thức thiếu gia. Để tôi đưa cậu ấy về phòng, sau đó tôi sẽ kể cho cô nghe. Y như là con ma vậy đó. Hả? Đúng là khó hiểu thiệt. Chuyện gì? Chuyện gì? Đi ra ngoài nói chuyện. Thật ra huynh muốn làm gì? Thật ra thì có những chuyện tôi giấu ở trong lòng đã từ lâu lắm rồi, tôi cần phải nói cho cô nghe. Thật ra thì tiểu muội tôi Kim Châu cũng như tôi vậy á, đây là con cái do Dương Phát nhận nuôi. Chẳng qua tôi là Ô Quy Tinh, còn cô ấy là một người phàm. Cô ấy không tin chuyện duyên phận, cho nên cô ấy mới lấy lòng lão gia phu nhân của Lưu gia như vậy, hy vọng thành thân với lại thiếu gia. Tôi khuyên cô ấy cỡ nào, cô ấy cũng không có chịu nghe. Vậy sao? Mắc mớ gì tới tôi? Cửu Muội à, thật ra cô có từng nghĩ đến hay không, tại sao tôi lại quá thành hình người để bảo vệ thiếu gia vậy? Hả? 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 Dương Tuấn à, không được đâu. À, cô đang nói gì không được? À, thật sự không thể nào được đâu. À, rốt cuộc là có cái gì không được vậy? Hả? À, trời ơi, huynh không thể nào thương tôi được đâu. Tôi và Tứ Hỷ chúng tôi đã, bây giờ huynh lại, bây giờ tôi nói thương cô bao giờ? Thật ra tôi muốn nói với cô,
là tôi đến Lưu gia, ngoài việc bảo vệ thiếu gia ra thì nhiệm vụ quan trọng nhất là giúp hai người đến được với nhau. Giúp đỡ chúng tôi sao? Tại sao phải giúp đỡ chúng tôi? Trời ơi, để tôi nói cho cô hay. Chuyện là như vậy nè, tôi vốn là Quy Tiên Đồng dưới quyền của Nguyệt Lão. Tại vì tôi đụng chạm với là Nhị Lan Thần cho nên á mới bị đẩy xuống trần gian. Do đó tôi giúp cô và thiếu gia được đến với nhau. Tôi làm như vậy nhằm bù đắp lỗi lầm trước kia của tôi. Như vậy tôi mới có thể trở về Tiên Bang được. Huynh nói khó hiểu như vậy là thật hay giả đây? Ê, tôi là Quy Tiên Đồng đó, tôi nói chuyện phải có căn cứ rõ ràng chứ. Được rồi. Tôi tin Huynh, ngồi xuống. Ngồi đây đi. Ngồi nha. Vậy Huynh đó, bằng cách nào giúp tôi và Tứ Hỷ tới được với nhau đây? Thật ra thì nói khó thì cũng không khó. Tại vì hai người vốn có nhân duyên từ ba kiếp trước, cho nên không ai có thể chia rẽ được đâu. Hai người do trời đất tạo ra, cho nên nhất định sẽ đến được với nhau thôi. Nhưng mà nói nó khó thì cũng tương đối khó. Nói vậy nghĩa là sao? Đó là do số phận của hai gia đình họ Lưu và họ Yêu. Thật ra nhân duyên giữa cô và thiếu gia được siết chặt với nhau. Liệu hai gia đình có thể chung sống hòa bình hay là không còn phải tùy theo sự lựa chọn của cô và thiếu gia. Vậy tôi hiểu rồi. Ý Huynh muốn nói là nếu như tôi và Tứ Hỷ, hai chúng tôi vậy thì ân oán hai gia đình chúng tôi sẽ cạch, đúng không? Chính xác. Cho nên tôi khuyên cô đừng bao giờ trở về Linh Sơn nữa. Cô thử nghĩ coi, bây giờ mẹ của cô và còn lũ yêu quái của Hắc Thi Lâm, họ đối với thiếu gia như muốn nuốt chửng cậu ta vậy. Cô bỏ đi, e rằng thiếu gia không thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai được nữa. Cậu ấy chết bờ chết bụi. Nếu đã vậy thì nói chi đến người và hồ ly chung sống hòa bình với nhau. Kể cả mạng của thiếu gia cũng không bảo toàn nữa. Trời ơi, Dương Tuấn à, huynh đừng có khóc nữa mà. Vì chuyện này tôi thật sự là tôi Dương Tuấn à. Do đó cô không nên do dự nữa. Chẳng lẽ cô thật sự bỏ mặc cho thiếu gia sống chết không lo hay sao? Chẳng lẽ cô phải chứng kiến cậu ấy phải chết thì cô mới vui lòng hay sao? Có phải không? Cô nói đi, cô nói đi. Tôi nói. Tôi xin thề không trở về Linh Sơn đó nữa. Vậy, cô nhớ đó. Cô thề không trở về Linh Sơn nữa, ha? Được không? Vậy Dương Tuấn à, tôi cũng muốn hỏi huynh một chuyện. Bản thân Tứ Hỷ, huynh ấy có biết chúng tôi có nhân duyên ba kiếp hay không? Cậu ấy không biết. Ê trời, thiên cơ bất khả lộ mà. Tất nhiên càng ít người biết thì càng tốt. Trời ơi, tôi hy vọng cô có thể ở lại, cho nên buộc lòng phải kể cho cô nghe thôi. Cho nên hy vọng cô có thể giữ bí mật cho tôi. Không may xảy ra biến cố gì đó, tôi nghĩ chuyện mà tôi được trở về Tiên Bang sẽ không còn hy vọng nữa đâu. Sao vậy? Ôi trời ơi, Tứ Hỷ, huynh ấy có số đào hoa như vậy, cộng thêm tác dụng phụ của Ngân Thần Hoàng đó, biết bao nhiêu cô gái theo sát bên cạnh huynh ấy mỗi ngày. Và huynh ấy không bao giờ từ chối ai hết, đối với mọi người đều nhiệt tình giống như nhau hết trơn. Tôi vốn dĩ không biết tình cảm của huynh ấy là thật hay là giả đây nữa. Dương Tuấn, huynh nghĩ tôi nên làm sao đây? Chủ muội à, thật ra phép thuật mà tôi biết thì rất là ít, chỉ có thể hỗ trợ cho tình cảm giữa cô và thiếu gia được sớm có kết quả mà thôi. Còn về tình cảm giữa thiếu gia và người khác, tôi có lòng nhưng mà tôi không có sức đâu. Nhưng mà thông minh nhanh trí như cô, tôi tin chắc cô nhất định có cách cùng thiếu gia. Kẻ có duyên sẽ nên vợ chồng thôi. Còn nữa, bây giờ cũng đã tối lắm rồi, tôi phải về lo chăm sóc cho thiếu gia. Còn nữa, cô đã từng hứa với tôi không bao giờ trở về Linh Sơn nữa. Tự cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi, cáo từ. Nói toàn chuyện dư hơi không à. Thật không thể ngờ tình cảm giữa hai chúng tôi lại dính líu tới nhiều người như vậy luôn. Nè. Hiện nay trách nhiệm đang đè nặng lên trên đôi vai của tôi đây, vậy mà huynh có thể nằm đây ngủ say như vậy? Yeah.
yêu nghiệt từ đâu tới đây bắt tôi? Là hồ yêu tới ăn thịt huynh đó. Cửu muội, tôi yên tâm rồi, cô có biết hay không? Hả? Tôi vừa trở về đã ngồi ngoài kia chờ cô rồi, tôi lo tới nỗi không có ngủ được luôn. Ý, chẳng phải tôi nên ngồi ngoài kia chờ cô sao? Tại sao tôi lại nằm trên giường vậy? Huynh không chỉ ngủ ở đây mà còn ngủ say dữ lắm luôn. Hả? Huynh đó, hở ra thì huynh nói là huynh rất lo lắng cho tôi, thật ra trong lòng huynh không phải nghĩ như vậy đâu. Huynh là một người giả tình giả nghĩa, không có chút thành ý nào hết trơn. Chuyện không như cô nghĩ đâu mà, cô nghe tôi giải thích đi hả. Gió mát, trách cơn gió mát từng cơn lùa qua như ru tôi ngủ. Tôi như bị người ta làm phép vậy đó, cho nên ngủ quên lúc nào không hay luôn. Hả? Có phải là Thiên Trinh đã từng tới đây, ả đã làm phép lên trên mặt của tôi? Tôi y như Dạ Khuyển hôm đó đã mắc ma đạo của ả. Nè, liệu cô có phải do Thiên Trinh quá ra không? Cô mau lộ ra nguyên hình đi. Đúng vậy, tôi chính là Thiên Trinh đây nè. Thế nào, Quỳnh hãy mau lấy pháp bảo của Quỳnh ra để bắt tôi đi. Mau lên, được mau thôi. Lên nè. Tôi bắt cô ngay. À, tôi nói giỡn thôi, cô đừng giận tôi nha. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Bây giờ chúng ta đã vượt qua nguy hiểm, cho nên tôi trân trọng nhắc lại chuyện cũ. Hả? Là chuyện cũ gì vậy? Cô có thể chung sống với tôi không? Cái gì? Tôi nghe không có được rõ. Thôi được. Vậy tôi chính thức lặp lại một lần. Cô có thể chung sống với tôi không? Nè. Hả? Huynh làm vậy liệu có phải quá nghiêm túc rồi không? Nè, chuyện hệ trọng như vậy không nghiêm túc một chút đâu có được, đúng vậy không? Đúng vậy không? Huynh nói thiệt đó hả? Tất nhiên là thật rồi, đồng ý không? Không được. Hả? Tại sao vậy? Chẳng phải Huynh thương Kim Châu hay sao? Vậy thì Huynh đi tìm cô Kim Châu đó đi. Kim Châu mà không chịu thì Huynh đi tìm cái gì đó, Ngân Châu, Thiết Châu, Đồng Châu. Nói chung là Huynh đừng có tìm tới tôi. Trời ơi, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Tuy tôi và Kim Châu là thanh mai trúc mã, nhưng cô ấy là muội muội của Dương Tuấn, xem như là muội muội của tôi vậy. Giữa chúng tôi tuyệt đối không có tình yêu trai gái đâu. Cửu muội à, cô không nên vì Kim Châu mà giận lây tôi có được không vậy? Tôi van xin cô cửu muội. Tôi van xin cô đó. Xem ra tình yêu tứ hỷ dành cho tôi là thật, nhưng mà tôi không thể nào dễ dàng nhận lời huynh ấy như vậy được. Vẫn không được. Tại sao vậy? Nụ hôn đầu của cửu công chúa tôi sao có thể dễ dàng cho huynh được chứ? Không được, không được, không được đâu. Tôi phải làm thế nào mới được? Tôi phải có cuộc khảo tra huynh đó. Khảo tra tôi cái gì? Khảo tra thành ý của huynh chứ gì. Tôi có thành ý như vậy còn phải khảo tra sao? Không khảo tra làm sao mà biết được. Mau ngủ đi, tôi xin phép. Cửu muội à, tôi đi nha. Đi nha. Cửu muội. Cửu muội. Nè, cửu muội. Cô làm thật sao? Trời ơi, phụ nữ mau thay đổi thiệt. Cũng cùng một câu tỏ tình, nhưng ở Hắc Thi Lâm cô ấy còn trưng trưng nước mắt. Tại sao hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn vậy? Lạ thiệt. Muội muội, muội cảm thấy thế nào? Muội khỏe dần. Khỏe dẫn là gì? Sao muội lại khỏe dẫn? Phải không, muội khỏe dẫn là nói muội. Muội ăn nói gì kỳ vậy? Ca Tuấn đây ở. Đúng vậy. Tiểu thơ từ đâu học được những giọng điệu lạ luôn vậy? Đúng vậy. Mẹ sao lại ăn nói kỳ lạ vậy? Hả? Con cưng à, con thấy sao rồi? Ta biết rồi. Khẳng định là tác dụng phụ của Hoàng Nguyên Yên. Đừng sợ, không sao, ngủ vài ngày sẽ khỏe lại thôi. Mẹ cho con hay, mấy ngày này con nói chuyện với muội muội con phải khéo léo một chút, biết chưa? Khéo léo hả? Con hiểu, khéo léo thôi mà. Muội tiểu. Hả? Ăn gì thích mua đi ta. Cô đang làm cái gì vậy? Cô càng nói như vậy đầu cô nó sẽ càng rối. Con xem mẹ nha.
Dạ. Con gái, 1 + 1 = mấy vậy con? Hai. Thì ra là vậy. Thì ra là con như hiểu vậy. Rồi, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Nếu như tiểu muội không sao, vậy con yên tâm rồi. Ha, nè, chúng ta nói chuyện nghiêm túc ha. Con cho rằng cần khao thưởng cho cửu muội. Khao thưởng cái gì? Cô đã trở về rồi, không khao thưởng gì nữa hết. Thưởng không? Thưởng không? Nè, tiểu muội à, sao muội lại nói như vậy chứ? Muội nên nhớ ha, nếu không phải có cửu muội, cha mẹ không thể yên tâm liệu thương cho muội được. Suy cho cùng á, cả gia đình chúng ta đều nợ cô ấy một ân huệ không thưởng không coi được đâu. Con nha, do Tam Thúc và Dương Tuấn cứu con về đây đó, không liên quan đến cô ấy đâu. Nói đi. Ê, trời ơi phu nhân ơi, người xưa có nói á, có thù không trả phi quân tử, phải. Có ơn không trả là tiểu nhân. Tiểu nhân tuy nhỏ nhưng mà một khi họ mà gây rối á, cũng có thể làm cho nghiêng trời lỡ đất đó. Nếu như chỉ có gây rối đã đành, đằng này lại còn hao tài nữa đó. Hao tài đó mẹ à. Hả? Nghiêm trọng như vậy sao? Đúng vậy, tiên gia có câu, đó là biết ơn mà trả có thể tăng phúc thọ, phú quý giàu sang. Còn có nhiều câu khác nữa, như là nếu phải để cho sau này hao tài á, thì bằng bây giờ mình khao thưởng, đúng không mẹ? Ê trời, chẳng qua con muốn mẹ tốn tiền thôi. Được, mẹ không thiếu đâu. Chúng ta bày tiệc khao thưởng. Cần không, cần không. Ca ca tuấn tưởng. Được rồi. Nghe kỳ cục quá, cứ mặc nó để nó ở đây. Đừng cho nó ra ngoài ăn cơm ha. Được rồi. Được rồi, để mẹ lo cho ha. Được rồi, để mẹ lo mà. Đúng vậy, thiếu gia phải tốn nhiều miệng lưỡi thì mới có thể thuyết phục thu nhân để bày tiệc khao thưởng tạ ơn cửu cô nương. Ngoài ra cậu ấy còn nhờ tôi chuyển lời đến cô nữa đó. Thiếu gia nói là buổi tiệc này á, mượn cớ là khao thưởng, thật ra là nhằm tỏ tình. Hy vọng đến lúc đó cô đừng có ngại ngùng nghe. Ý trời, cô thông minh quá à. Sao cô biết là tôi sẽ cho cô? Thiếu gia dặn dò, hy vọng là cửu cô nương sửa soạn cho thiệt đẹp, tới lúc đó kim đồng ngọc nữ đứng ở bên cạnh của nhau, lão gia phu nhân nhìn thấy bằng mặt bằng lòng, sẽ đồng ý với yêu cầu của hai vị mà thôi. Ê, tại sao nãy giờ cô không nói gì hết vậy? Tôi biết rồi, có phải không nè? Tại vì cô mắc cỡ. Tôi hiểu mà. Nè, tôi không nói nữa, tôi chuyển lời xong rồi, tôi xin cáo lui. Cái gì? Hôm nay tôi có thể sống sót trở về, ngoài công lao của Tam Thúc và Dương Tuấn ra, không thể không kể đến cửu muội. Nếu không phải cô ấy có tinh thần xá kỷ vì nhân và chí công vô tư, hôm nay tôi sẽ không còn đứng tại chỗ này nữa. Ngoài việc tạ ơn cửu muội ra, hôm nay tôi còn phải tuyên bố Lưu Tứ Hỷ tôi kết thúc cuộc sống độc thân. Bởi lẽ tôi đã tìm được người tôi yêu thương nhất đời. Cô ấy chính là cửu muội của tôi. Đa tạ các vị chúc phúc. Sao hả? Nói vậy được không? Thiếu gia nói như vậy là quá hay luôn. Tôi nghe thấy cũng cảm động. Nhưng mà đây chỉ là diễn tập thôi. Lát nữa nói thiệt á, lão gia phu nhân không biết sẽ phản ứng như thế nào. Đến lúc đó cậu nhất định phải bình tĩnh hơn kia chưa? Ê trời, liên quan tới hạnh phúc của tôi, tất nhiên phải bình tĩnh rồi. Cậu cũng phải bình tĩnh cho tôi đó. Tôi nhớ rồi. Đừng làm mất mặt tôi. Tôi xin cam đoan. Cậu phải bình tĩnh. Cam đoan. Nè, bình tĩnh nè. Nín đi. Nín đi nè. Bình tĩnh nè. Tứ Hỷ à. Cha, mẹ. Mời ngồi. Lão gia. Cha, mẹ. Phu nhân. Ngồi đi mẹ. Con tới sớm như vậy chắc là đói bụng rồi. Dạ không phải, con tới sớm để kiểm tra coi đầu bếp có lười biếng hay không. Nè, đại ca là tẩu à. Tứ Hỷ ngoan thật đó. Sau khi trải qua chuyện này, nó biết rõ cuộc sống hạnh phúc xưa nay không dễ có được, cho nên nó hiếu thảo với đại ca đại tẩu rồi. Đúng vậy, Tứ Hỷ của chúng ta đã lớn khôn rồi. Được như vậy tôi sẽ bớt lo hơn. Ê, cửu muội theo sát con từ sáng tới chiều, bây giờ đã bỏ đi đâu rồi? Cửu muội ở... Lão gia, phu nhân. Cửu muội. Tam Thúc, Tam Thẩm, tôi tới rồi. Tôi sắp chảy máu cam rồi. Đi, ngồi. Ngồi. Lão gia, phu nhân, Tam Thúc, tôi xin lỗi, tôi đã tới trễ. Ê, cô đừng căng thẳng làm gì. Phu nhân à, hôm nay cửu muội ăn mặc như vậy thấy giống cô nương lắm. Đúng vậy. Hôm nay cửu muội không giống cô muội, mà là giống thiên kim tiểu thơ. Đa tạ lão gia, đa tạ Tam Thúc đã quá khen tôi.
Hôm nay của muội quả nhiên khác hẳn mọi ngày, xém chút tôi không nhận ra. Phu nhân mới là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời này, làm sao mà cửu muội dám so sánh với phu nhân được chứ? À, Dương Tuấn à? Dạ. Lên món ăn. Dạ thiếu gia. À, chúng ta ăn cơm trước ha. Thiếu gia. Hả? Phu nhân, lão gia. Ôi trời ơi, Kim Châu, ngồi. Ôi trời ơi, chàng xem hôm nay Kim Châu sửa soạn đẹp thật đó. Thiếu gia. Cuối cùng tôi đã tìm được huynh rồi. Kim Châu à, hôm nay tôi không mời cô tới đây làm gì? Tôi... Ê, do cha kêu đó. Hôm nay con phải khao thưởng cửu muội. Chẳng lẽ đã quên mất sự đóng góp của Kim Châu sao? Con đừng quên, lúc con bị bắt đi Hắc Thi Lâm, Kim Châu phải lo cho cả nhà này đó. Lão gia, đó là chuyện mà Kim Châu cần làm. Ông đừng nhắc chuyện đó làm gì nữa. Nhắc, cần phải nhắc lại mới được. Sau khi cô trở về, bất kể ngày đêm lo chăm sóc chúng tôi, không nên mời cô qua đây được sao? Đúng vậy, cha con nói rất đúng. Kim Châu vì chăm sóc tốt cho con, cô ấy còn tham gia lớp đào tạo con dâu hiền. Cô ấy làm như vậy tất cả đều là vì con cần phải đáp lại cô ấy. Ê, cha mẹ nói đều đúng hết. Kim Châu không có công cũng có lao, nhưng mà có điều á, nè. Ê, hôm nay cửu muội là gia chính, cô ấy từng theo con vào sinh ra tử. Kim Châu, thành thật cảm ơn cô. Cha hả? Cấm miệng. Lát nữa cô nhớ ngồi cạnh nó nha. Đừng buồn nha. Đừng buồn. Thiếu gia, nè, ngồi đi. Không, cô ngồi bên kia đi. Thiếu gia, cho dù là công lao hay khổ lao, Kim Châu đều không để ý đến. Chẳng qua hôm nay đến đây là để theo hầu huynh. Nếu không, thằng Kim Châu không dự bữa tiệc hôm nay. Ăn bữa cơm có gì đâu mà hầu với hạ chứ. Huynh nói vậy là sai. Ăn cơm là chuyện vô cùng quan trọng. Huynh nghĩ xem, chuyện lớn, món nào nên ăn, món nào không nên ăn. Món nào ăn nóng, món nào ăn nguội. Món nào ăn chiên, món nào ăn chưng. Chuyện nhỏ là rút xương cá, lựa xương gà. Tất cả mọi chuyện đó tôi biết nắm bắt rõ. Tại tôi theo học lớp con dâu hiền đã dạy tôi rất nhiều điều. Còn về cửu muội đây, tôi khẳng định cô ấy không biết những chuyện này đâu. Ê, trời ơi, thật ra không hơn thua gì một bữa cơm làm gì đâu. Thiếu gia. Hả? Trong khi tôi đang theo học, tôi đã vô cùng siêng năng, cũng từng chịu nhiều đau khổ. Tôi học hành thành tài chính là để hầu hạ huynh đó thiếu gia. Nhưng mà nếu như huynh thực sự không thích, Vậy Kim Châu xin phép thôi. Cô đi công hả? Kim Châu, cô khoan đi đã. Phu nhân, Tứ Hỷ, chuyện gì ngồi nữa xuống. Mẹ à, nó ngồi quài. Xuống trời. Kim Châu à, cô ngồi xuống đây, ngồi bên cạnh Tứ Hỷ nha. Được rồi, ngồi đi. Kim Châu, cô có sao không? Mũi có sao không? Có sao không vậy? Sao yếu bị thương ở đâu không? Được rồi, hả? Có sao không vậy? Mũi có bị thương ở đâu không? Hả? Mũi không sao. Không ngờ ả lại yếu ớt như vậy. Biết trước tôi không thèm ra tay. Ủa, con tỉnh rồi à? Con muốn uống nước hay là con đang đói bụng? Đi không cô. Con chửi ta à? Đi không cô. Con còn chửi ta nữa sao? Không, vậy tiệc dự đi không cô sao? Con chửi ta còn chối cãi sao? Ta tốt bụng tự nguyện ở đây để lo cho con. Biết trước ta đi ăn tiệc rồi, ăn một bữa cho no. Chọc cho người mẹ keo kiệt của con giận điên lên, còn hơn ở đây nhìn sắc mặt của con cho thêm giận. Còn chửi ta nữa chứ. Ủa, kém chút quên mất, Tư Hỷ nói sau khi con bị trúng Hoàng Nguyên Yên ăn nói điên đảo trước sao? Thôi được, xem như ta hiểu lầm con. Nhưng mà con đã mắc chứng như vậy, tạm thời không nên nói chuyện, để yên cho cô chăm sóc cho con là được rồi. Đa tạ cô. Rốt cuộc đã nghe được một câu nói xuôi nói ngược cũng như nhau. Thôi được rồi. Hôm nay không phân biệt chủ tớ, mọi người không nên khách sáo. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải đa tạ cửu muội anh dũng cứu Lưu gia chúng tôi, nhất là Tứ Hỷ, đứa con duy nhất của Lưu gia. Ha, công lao khá lớn. Hôm nay tôi thay mặt tất cả mọi thành viên trong Lưu gia chúng tôi đa tạ cô. À, trời ơi, lão gia, tôi không dám. Đây là chuyện mà tôi cần phải làm mà. Tôi không dám nhận đâu. Ê trời ơi,
Tăng. Tôi có chuyện rất quan trọng cần tuyên bố. Ê, khoan đã, khoan đã. Cha con nói xong đến lượt mẹ nói. Trời, con vừa nói hôm nay con có chuyện vô cùng quan trọng cần phải tuyên bố, cho nên mẹ có thể nghe con nói chuyện trước không? Chuyện của con quan trọng hay là chuyện của mẹ quan trọng hơn? Hả? Con chờ một lát, nhất định phải nghe chuyện mẹ nói trước đã. Vậy mẹ nói đi. Kim Châu là cô nương tốt, cho nên mẹ và cha con đều mong cô ấy là con dâu của Lưu gia chúng ta. Cho nên Tứ Hỷ, con nhất định phải nắm bắt cơ hội. Hôm nay chúng ta hãy thông qua cuộc hôn nhân này đi. Cái gì? Tại sao lại vậy? Quỳnh nói đi, nên làm thế nào? Cô yên tâm, tôi sẽ giải quyết thôi. Thời cơ không thích hợp, hôm khác nói sao? Nè. Được rồi, để hôm khác nói hả? Tứ Hỷ à, con đó, không nên căng thẳng. Tạm thời cha không ép con thành thân đâu. Ít ra thì con phải học xong vô cực đoạn tình trưởng đã, sau đó mới chính thức lấy Kim Châu vẫn chưa muộn. Đúng vậy, hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa. Chuyện đó để sau này nói sao? Còn chờ sau này làm gì nữa, mẹ nói con không nghe sao? Chúng ta thừa cơ hội này chốt luôn ngay hôm nay đi. Mẹ con... Đa tạ phu nhân hậu ái, Kim Châu nhất định sẽ noi gương phu nhân đây, là hầu hạ thiếu gia, để cô ấy không còn lo ngại về sau, một lòng lo phát huy đại nghiệp việc yêu của Lưu gia. Cô cứ yên tâm nha, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mà. Phu nhân, sau này tôi nhất định sẽ chỉ Lưu gia ra qua đơm trái thôi. Cô nói như vậy liệu có quá xa không? Tất nhiên rồi, có tầm nhìn mà. Tứ Hỷ nha, các con cười như vậy nhìn ngay có tướng phu thê. Vậy sao? Vậy con không cười nữa. Nè, chúc mừng đại ca đại tẩu, sau này Kim Châu lấy Tứ Hỷ, Lưu gia chúng ta là thêm thành viên mới rồi. Được. Đại ca đại tẩu, buổi kính hai người. Được. Lão gia, phu nhân, cửu muội cũng muốn thừa cơ hội này đa tạ phu nhân và lão gia đã chiếu cố cửu muội trong thời gian vừa qua. Tôi xin uống cạn nha. Ê, cửu muội, cô quả nhiên hào phóng. Nếu vậy hôm nay Kim Châu cũng kính cô một chung. Đa tạ cô trước khi đối xử tốt với thiếu gia nhà tôi, nhưng mà sau này sẽ cho Kim Châu hầu hạ thiếu gia, không dám làm phiền cô. Tôi xin phép uống cạn. Đột nhiên tôi thấy chóng mặt quá đi, không biết có phải là rượu này có vấn đề gì hay không. Các vị à, tôi xin phép đi về phòng nha. Vậy là sao? Vậy là sao? Rượu này có vấn đề, con xin phép. Tư Hỷ, rượu này có vấn đề thật sao? Mau uống thử coi, mau uống đi. Rượu này đâu có gì đâu. Đúng rồi, chuyện mà cha tôi giao cho tôi vẫn chưa làm xong. Kim Châu à, muội hãy ở lại hầu hạ lão gia và phu nhân, lát ta nói chuyện với muội sau nha. Dạ, xin cáo lui. Lại có vấn đề gì sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Thôi được rồi, chúng ta ăn đi. Trời ơi, cửu muội à, cô chờ tôi với. Buông tay ra đi. Cửu muội à. Mình buông tôi ra. Trời ơi, cô đừng có giận tôi nữa. Vạn sự khởi đầu nan mà. Chúng ta nhất thời nhường nhịn, sóng im gió lặng, còn lui một bước biển rộng trời cao. Rộng cái đầu của Quỳnh đó. Đánh trời ơi. Đánh. Cô đánh mỏi tay rồi, chắc cô bớt giận rồi chứ. Chưa đâu. Nè, cổ mũi à. Nè. Trời ơi, có khác gì tôi phải chịu đòn quan. Trời ơi, thiếu gia mới bắt đầu bước được nửa bước của bước đầu tiên đã gặp khó khăn như vậy rồi. Cứu mũi không thể tự mình kiềm chế, xem bộ chuyện mình trở về thiên đình còn dài đằng đẵng. Ngô Tà, hôm nay phát lương, tôi mời huynh đi uống rượu nghe. Ủa, thiệt hả? Huynh có nhờ giả tôi không? Tôi nhờ huynh dẫn tôi đi gửi tiền. Thì ra huynh là người giữ của. Đại Dương tới rồi. Đại Dương. Hôm nay Đại Dương quá à, phong độ quá trời luôn. Phải đó. Đại Dương, chỉ có nhiều đây sao? Mua muối còn chưa đủ. Xem tôi nha. Đại Dương, tôi chuẩn bị xong rồi, sẵn sàng rồi. Ít hơn tôi nữa. Chờ một chút, Đại Dương đang giỡn nè. Nhìn là biết giỡn rồi. Đại Dương,
ngài không giỡn đâu chứ. Chỉ có nhiêu đây thôi hả? Cậu ăn thì nhiều, làm thì ít, không có chút công lao gì hết. Có được bấy nhiêu đây cũng coi như là nhiều lắm rồi. Đại Dương, vậy tôi đâu? Tôi là tuấn mã đưa ngài ngự giá thân chinh đó. Cậu không nên tự nâng cao mình nữa. Bổn Dương kêu cậu đổi nghề làm sát thủ, cậu không chịu, chỉ muốn làm trâu làm ngựa. Cậu rất có cá tính nha. Tất nhiên là cậu chỉ được bấy nhiêu đó thôi, còn muốn gì? Đại Dương à, hình như tôi thấy cái gì sai sai á. Dù muốn dù không, cho nên tôi vẫn trung thành với ngài mà. Cậu nói như vậy không biết ngượng hay sao? Chính sự bất lực của cậu làm hại Bổn Dương tổn hao không biết bao nhiêu con cháu. Không trừ hết lương của các cậu là may lắm rồi. Đại Dương, sau khi ngài bị thiên lôi đánh trúng đầu, cử chỉ và cách nghĩ của ngài đều biến thành một người hoàn toàn khác, kể cả tiền lương cũng ngày càng ít đi. Bố Lập Ni, cậu vừa nói gì? Đại Dương. Thế thì Lại đây. Cậu coi. Đây là gì vậy? Đây là thẻ chứng minh bằng hữu tốt suốt đời của Hắc Thi Lâm. Đại Dương, gì bổng lộc tháng này của ta đâu? Chính là cái này nè. Đại Dương. Ê, mỹ nhân à, cô không nên nổi giận làm gì. Cô nghe ta nói, lần trước Bổn Dương vì bắt Lưu Tử Hỷ đã thiệt hại vô số con cháu. Cần phải có ngân lượng để chiêu binh mãi mã. Tháng này à, đáng chịu cực một chút nha. Còn cái mà cô đang cầm, nó rất đáng giá. Sau này, một ngày nào đó Bổn Dương thống nhất yêu giới, với cái thẻ này có thể mang đến lãnh thưởng. Đại Dương, sao người có thể làm như vậy? Hai người này thì không nói làm gì, còn ta là yêu hậu của ngài sau này đó. Sao ngài có thể trừ lương của ta được? Với lại, không phải ngài đã sắp xếp cho một tiểu hắc tiểu vào Lưu phủ làm tay trong sao? Đại Dương, khi mà thời cơ đã đến, chúng ta có thể lật ngược tình thế. Đến lúc đó, không phải là đáng để ăn mừng sao? Nghe cô nói như vậy, hình như cũng rất có lý à. Không chỉ là có lý không đâu, mà còn là ý trời nữa. Đại Dương, ngài muốn chiêu binh mãi mã, chi bằng ngài giao tiền cho ta, ta cam đoan có thể dùng số tiền nhỏ nhất mà gọi vô số người về. Có thật không? Đại Dương à, có ta ra tay rồi, ngài đâu cần lo lắng làm gì nữa. Vậy được, số tiền này cho cô hết. Ủa, chỉ có nhiêu đây thôi sao? Chỉ có nhiêu thôi. Đại Dương, người ta cũng muốn giúp ngài chiêu binh mãi mã đó. Quỳnh quên chuyện đó đi. Lũ kiến con thấy Quỳnh đã mắc ói rồi, làm sao có chuyện gia nhập Hắc Thi Lâm chúng ta. Cô ta, đi. Tỷ tỷ đã tới ngay. Người đẹp nói nghe rất có lý. Ủa, khách quan, mời ngồi. Tôi dọn ra ngay. Xem ra mình phải ở lại trần gian này thôi. Kiếp này thiếu gia và cửu muội không thể lấy nhau rồi, mình phải chờ kiếp sau thôi. Nếu như kiếp sau họ vẫn không thể đến với nhau, vậy phải chờ kiếp sau nữa. Sao nữa, cứ kéo dài như vậy muôn đời muôn kiếp, tôi phải chờ tới khi nào đây? Thì tiểu già đối xử với mình rất là tốt, và mình cũng cam tâm tình nguyện, nhưng mà mình thực sự muốn trở về thiên giới mà. Thức ăn tới rồi. Trời ơi. Mời Quỳnh Dung, khách quan. Bộ Quỳnh bị bệnh hả? Ta có bị bệnh hay không mắc mớ gì tới ngươi, có làm ảnh hưởng việc buôn bán không? Nếu như có bệnh á, thì nên uống thêm vài ly. Có bệnh trị bệnh, không bệnh tăng tuổi thọ luôn. Ngươi tự xem lại thái độ của ngươi đi, mang loại rượu ngon nhất lên đây cho ta. Mang lên ngay. Tính sao giờ? Nè, mời dùng. Trời ơi, trị bệnh tăng tuổi thọ, Quỳnh tự nhiên ha. Quỳnh không được gạt tôi đó. Đây là quán gia truyền trăm năm, Quỳnh yên tâm đi. Ý, mùi cũng thơm ha. Hình như mình lại quay trở về thiên đình rồi. Lâm Bùi Bụi, rốt cuộc muội đang ở đâu vậy? Cô gái dịu dàng và cuốn hút như muội đây,
Chẳng lẽ bắt ta phải vì muội đau lòng suốt cả đời sao? Mùi gì mà thơm quá trời vậy? Bách hoa tử. Rượu ngon. Ngô Quy Tinh. Sao huynh lại ở đây? Tôi đến để tìm người. Nè, tôi có một người bạn tên là Lâm Mùi Mùi. Lần trước bị người của Lưu Gia dẫn đi khỏi Hắc Thi Lâm. Huynh có nghe nói không? Lâm Mùi Mùi là ai? Tôi không có quen cô ấy. Tôi thực sự không có quen cô ấy. Trời ơi, Lâm Mùi Mùi của tôi đó. Là một cô gái độc giác tiên. Bị Lưu Tam Gia nhà huynh bắt đi rồi. Nè, tôi cho huynh hay, huynh không được nói bậy. Tình cảm giữa Tam Gia và Tam Phu Nhân rất là thân thiết. Có lý nào lại đi bắt một con yêu tinh? Nhà chúng tôi chỉ có cửu muội thôi, không có Lâm Mùi Mùi nào hết á. Lạ thiệt. Rõ ràng tôi thấy Lâm Mùi Mùi đi theo hắn mà. Ê, kỳ lạ thiệt. Ô Quy ca, có thể giúp tôi một chuyện không? Sau khi huynh về Lưu Gia, hỏi xem có ai quen Lâm Mùi Mùi đó không. Huynh giúp tôi hỏi thăm có được không vậy? Trời ơi, tôi xin huynh mà, xin huynh đó. Trời ơi, tôi đã nói với huynh rồi, Lưu Gia nhà chúng tôi không có Lâm Mùi Mùi nào hết á. Huống hồ bây giờ tôi không có tâm trạng đó. Chỉ riêng chuyện tình cảm giữa thiếu gia và cô cửu muội đó thôi, tôi cũng còn lo chưa xong, tôi có thể giúp ai được nữa. Hey, huynh đừng có sợ. Những chuyện tình lãng mạn nhất trên đời đều phải qua thử thách cả. Nói sao cho rõ giờ. Thiếu gia không thể dàn xếp cửu muội được, y như lão gia không thể dàn xếp phu nhân. Giả lại Kim Châu còn. Trời ơi, có lẽ đây là số phận của Lưu gia rồi. Xem bộ mỗi nhà mỗi cảnh là đúng rồi. Huynh sao vậy? Hắc Thi Lâm của huynh cũng có chuyện rồi hả? Tôi không tìm được Lâm Muội Muội, tôi đã bực lắm rồi. Hắc Đại Dương ở ra còn trừ tiền lương của tôi nữa chứ. Hả? Huynh coi nè, coi đi. Hả? Chỉ có nhiêu đây thôi, tôi bỏ vô miệng còn chưa đủ nhét kẻ răng nữa đó. Hả? Vậy hắn không đáng làm người rồi. Hắn vốn không phải là người. Huynh nói cũng đúng. Ô Quy ca, chúng ta tình cờ gặp nhau là có duyên đó. Là người cùng cảnh ngộ trên đời này, đúng không? Chẳng hay tiểu huynh đệ đây có thể cùng huynh đây nâng ly hay không? Được khách sáo. Tiểu nhị. Dạ. Cho tôi thêm một bình bách hoa tửu và một cái chén nữa. Dạ, có ngay, có ngay. Này, huynh ăn thử món này đi nghe. Món này ngon lắm đó. Dạ rồi, đây. Đây, dùng tự nhiên ha. Có thơm không? Quá đã luôn. Xưa nay tôi chưa từng uống bách hoa tửu ngon như vậy. Tôi càng không ngờ uống chung với Ô Quy Tinh như huynh đây. Nếu vậy thì uống tiếp đi nha. Quá đã. Ô Quy Tinh à. Tôi mong được như huynh chọn được một người chủ tốt. Huynh nghĩ coi, Lưu gia có Tuyết Nghiên Đường làm ăn lớn vậy. Họ còn tốt chứ huynh nữa. Huynh nhìn tôi thử coi. Hả? Tôi hàng ngày sống trong Hắc Thi Lâm. Đại ca của chúng tôi ở ra từ đồ làm yêu dương, còn bớt tiền lương nữa. Chúng ta đều sống kiếp trâu ngựa, huynh có thể uống bách hoa tửu mỗi ngày, còn tôi khi nào ở không chỉ liếm môi cho đỡ thèm. Tôi cũng đâu phải trâu ngựa, tôi là nhân viên của Tuyết Nghiên Đường đó. Cũng vậy thôi, đều là làm thuê thôi, đúng không? Cho nên tôi đã nghĩ thoáng ra rồi. Sau này phiền não của chủ không phải là phiền não của tôi. Tối nay chúng ta cứ uống cho đã rồi tính. Được, song phẳng. Tối nay chúng ta cạn chung vì bản thân của chúng ta. Cạn.
À. Đã quá. Tôi cho quên hay nha. Okika. Tôi thường ngày tôi tranh giành không phải. Tôi thường ngày tôi tranh giành bạn gái với người ta. Tôi hãy nói một câu như vậy nè. Câu gì? Nói mau lên. Ô quy lật. Ê, Quynh quen bạn gái là chuyện của Quynh. Tại sao Quynh lại nguyền rủa con rùa bị lật chứ vậy? Đại ca, Quynh có uống say không? Tôi nói lật không phải là bị lật ngựa đâu. Vậy là sao? Đó là tôi chuẩn bị dùng cái sừng kim cang của tôi hất cho mọi thứ bị lật ngựa. Nên nói câu vậy thôi. Đúng là buồn cười. Bố Lập Ni. Bố Lập Ni à, thật ra tôi có chuyện này muốn nói với Quynh nè. Nếu như Quynh không thích nghe thì có thể xem như tôi chưa từng nói nha. Ha? Nói mau lên, đừng ấp ấp mở mở làm gì. Vậy tôi nói nha. Thật ra tôi cảm thấy Quynh làm việc cho Hát Thi Lâm không được là như ý muốn cho lắm. Vậy tại sao Quynh không tìm chủ khác đi? Quynh đi theo Lưu gia của chúng tôi đi nè. Quynh nghĩ sao? Tôi có thể kêu thiếu gia của tôi sắp xếp cho Quynh giao hàng. Quynh đi nhanh như vậy khẳng định sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Để lúc đó tha hồ cho Quynh uống bách hoa tử luôn. Không ngờ Quynh cũng giỏi thôn tính quá ha. Đâu có. Quynh tính mua chuộc tôi sao? Không thể nào. Bách hoa tử? Có lý nào tôi lại vì bách hoa tử mà bán đứng đại dương tôi? Nhưng mà tôi vì Quynh tôi sẽ làm vậy. Ôi quý ca ca. Vậy tôi xem như là Quynh đã đồng ý, đã nhận lời. Không vấn đề gì. Bây giờ tôi sẽ thay Quynh đến Lưu gia. Vậy sao? Hả? Thôi được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy. Nào, vỗ tay. Ôi, trời. Đúng rồi. Chờ chút, tôi nghĩ ra được một chuyện. Chuyện gì? Tôi thấy lần nào Quynh cũng chạy khá nhanh đó. Chúng ta cứ ngang tài ngang sức. Hình như chưa cần có cuộc so tài chính thức. Ê, trời ơi, không phải như vậy. Họ nhà đồ chúng tôi làm sao có thể chạy nhanh được. Tất nhiên nếu như Quynh muốn so tài cao thấp, bây giờ chúng ta có thể chính thức tỷ thí. Bắt đầu. Ô quy ca. Ô quy ca. Hả? Không thể như vậy được. Tại sao Lâm Muội Muội lại xuất hiện trước mặt của mình? Chẳng lẽ tình yêu của mình đã cảm động ông trời, cho nên ông trời đã trả lại Lâm Muội Muội cho mình? Trời đất ơi, nè Quynh định làm gì vậy? Lâm Muội Muội, ta tìm muội tìm chức giả lắm đó. Lâm Muội Muội. Ô quy ca. Sao lại là Quynh vậy? Hả? Sao lại là Quynh? Quynh nghe tôi giải thích cái đã. Vừa rồi rõ ràng là muội muội của Quynh mà, sao đột nhiên lại trở nên trai tráng như vậy hả? Quynh làm ơn nghe tôi giải thích cái đã được không? Rốt cuộc Quynh có phải là Lâm Muội Muội không? Tôi là nhưng mà hôm nay không phải. Nhưng tôi từng là như vậy. Bây giờ thì tôi lại. Vậy là Quynh đã gạt tôi. Không phải vậy. Tại tình hình lúc đó quá khẩn cấp, tôi không muốn gạt Quynh đâu. Đúng rồi. Tôi nghĩ Quynh không phải là ô quy tinh cái gì đâu. Quynh là con ba ba thì đúng hơn. Hả? Đã lừa tình yêu của tôi, còn lừa tình mạng của tôi nữa. Không phải đâu, tại tình hình lúc bấy giờ quá khẩn cấp,
tôi làm như vậy là muốn cứu Tứ Hỷ thiếu gia. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau, làm huynh đệ. Còn tình cảm trai gái thì thôi bỏ qua nha. Tôi thấy da mặt của huynh còn dày hơn cái mai rùa của huynh nữa. Hả? Tôi tôi cho huynh biết, Hắc Thi Lâm chúng tôi và Lưu gia không đội trời chung. Ê, huynh đừng có làm vậy. Ê, bối lập đi, bối lập đi. Trời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi, đa tạ trời đất, cuối cùng cậu đã về rồi. Nè, nhanh lên. Mau lên, mau lên. Cậu đã trở về rồi. Gì vậy? Tối qua cậu đi đâu vậy hả? Tôi đi tìm một người bạn. Đúng rồi thiếu gia, cậu tìm tôi có chuyện gì? Chuyện là vậy, cửu muội tới giờ vẫn còn giận tôi, thậm chí không chịu gặp mặt tôi nữa. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp tôi. Vậy tôi nên giúp cậu thế nào? Tôi muốn cùng cửu muội đi uống trà. Còn cậu sẽ đứng giữa làm trung gian giảng hòa. Đi mau. Cửu muội à, Dương Tuấn đã chuẩn bị trà thượng hạng, chúng ta cùng đi uống trà. Cô nghĩ có được không? Có được không? Không muốn đâu. Cửu muội à, không nên làm vậy. Nè, nói đi. Cửu muội à, tôi cho cô biết chuyện này nè. Hôm qua tôi đã gặp bố Lập Ni. Trời ơi, hắn phát hiện tôi quá trang thành Lâm muội muội rồi. Nghe mắc cười quá à. Thật ra chuyện này là sao? Đi uống trà, tôi từ từ kể cho cô nghe. Đầu đuôi câu chuyện chính là như vậy đó. Là thật hay giả đây? Đúng là quá buồn cười mà. Nếu cậu chạy không kịp á, tôi không dám nghĩ nó sẽ thế nào. Trời ơi, thiếu gia, cậu không nên mang tôi ra nói đùa nữa. Tôi đã tốn biết bao nhiêu là công sức để thuyết phục bố Lập Ni làm lại từ đầu, gia nhập Lưu gia. Chỉ là tiếc sau này không thể thành công. Theo như tôi nghĩ, huynh nên chung sống với bố Lập Ni đi. Tại vì tôi cảm thấy bố Lập Ni cũng khá là đẹp trai. Giả lại huynh ấy còn cao lớn như vậy nữa, thân hình cũng khá là lý tưởng. Đàn bà con gái ai nhìn thấy cũng thích hết, phải đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Mời, uống ly trà mỹ nhân đi. Trà mỹ nhân tốt cho phụ nữ lắm đó. Trà mỹ nhân. Hiếu gia, sao huynh biết đây là trà mỹ nhân? Huynh từng mời bao nhiêu người đẹp uống vậy? Cô nghĩ quá nhiều rồi đó. Do nhị cô kể tôi nghe thôi. Cổ mũi, cô đừng giận tôi nữa. Cô không đếm xỉa tới tôi bỏ ăn bỏ ngủ. Tôi thấy đau lòng lắm luôn đó. Thật sao? Đau lắm. Đau cỡ nào? Nếu như cô đồng ý lột từng lớp một trái tim của tôi ra thì cô biết ngay tôi đau cỡ nào. Trái tim của huynh bằng củ hành tây hả? Thôi được, cho huynh một cơ hội. Hả? Huynh đã biết lỗi rồi chứ gì? Tôi đã biết lỗi rồi. Sau này tôi nhất định có lòng kiên trì lớn nhất để thuyết phục cha mẹ tôi. Vậy được chưa? Huynh có biết pha trà không vậy? Hả? Tôi bộ khó uống lắm hả? Để tôi thử. Thì đúng là khó uống thiệt. Xin lỗi nha. Châu Châu tới rồi kìa. Ủa? Ê ca. Tiểu muội, muội đến đây để làm gì? Thiếu gia đi đâu thì muội đi theo đó. Ủa? Thiếu gia uống trà sao không kêu tôi theo hầu vậy? Nếu không có tôi, sao trà này có thể uống được chứ? Thiếu gia uống trà từ xưa đến giờ đều do tôi hầu bên cạnh đó. Xưa nay chưa từng đích thân ra tay, đúng vậy không? Trời ơi, thì ra do chính Châu Châu tiểu thơ đây đã chịu cho thiếu gia của chúng tôi hư đó. Hèn gì. Thiếu gia, cho phép tôi trổ tài. Tôi từng học trong lớp con dâu hiền. Để huynh thưởng thức, huynh nghĩ sao? Tốt thôi. Đúng vậy. Xong rồi, thiếu gia, mời. Được, đã tả.
thấy sao? Ngon, đúng là ngon thiệt. Nè, mọi người hãy thử uống đi. Hả? À, dạ thiếu gia. Wow, tiểu muội à, đúng là ngon thiệt đó, so với trước đó là một trời một vực. Đa tạ đại ca quá khen, đây là do sức mạnh của tình yêu cho nên Kim Châu mới đạt đến trình độ như vậy đó. Hay là cho phép tôi uống thử nha. Bị sao vậy? Gì vậy? Nóng quá à. Cẩn thận chứ. Đúng là ngon thật đó. Đúng là ngon thật đó Châu Châu à. Hay là tôi cũng pha bình trà cho các vị uống thử nha, có đồng ý không? Tất nhiên. Mời. Thật ra pha trà không cần phải rườm rà tới như vậy đâu. Xong rồi. Nè, cô chưa bỏ lá trà đó. Hả? À, thứ tự có khác thôi. À, quên bỏ lá trà. Xong rồi. Mọi người uống thử đi. Vậy tôi uống trước ha. Nè, cô có chắc nó uống được không vậy? Tất nhiên là uống được rồi. Thiếu gia, cậu bị sao vậy? Thiếu gia, Quynh bị trúng độc sao? Quynh thấy sao? Sao lại có thể pha bình trà ngon như vậy? Quá ngon luôn đó, quá ngon đó. Có chuyện như vậy thật sao? Thơm thiệt. À, đúng là một trời một vực. Thần kỳ như vậy sao? Sao lại như vậy? Đàm sáng nay cũng tan luôn đó. Đa tạ nha. Đa tạ. Trời ơi. Tuy nhiên con pha trà uống khá ngon, nhưng mà trong lớp đào tạo con dâu hiền, trà chỉ là lớp học sơ cấp mà thôi. Xem ai là con dâu hiền, con phải tùy theo tay nghề nấu nướng như thế nào nữa kìa. Cứu muội, cô có biết nấu nướng gì không? Chuyện đó đương nhiên rồi. Hả? Cô biết nấu nướng sao? Được. Chẳng hay cửu muội cô có dám so tài với Kim Châu tôi không? Cùng một loại gạo nấu một loại cơm, xem thiếu gia thích ai nấu, ai nấu ngon hơn. Kim Châu à, muội không được làm như vậy. Ta và thiếu gia đều biết, từ nhỏ muội đã được học nấu nướng rồi, làm sao mà cửu muội có thể hơn muội được? Đừng có nấu, đừng có thi nữa. Không sao đâu. Muốn thử tài thì cứ thử đi. Hả? Thôi được, tôi cũng muốn thử tay nghề của cô. Hả? Hả? Chuyện đơn giản như vậy có cần phải học gì hay không? Nhìn thì biết nấu rồi. Nhìn càng đơn giản lại càng khó học, cô có hiểu không vậy? Ca, phen này mỗi thắng chắc rồi. Ai thắng ai bại phải thử qua mới biết. Nấu cơm có gì khó đâu, chỉ cần nhóm lửa, nấu nước và bỏ gạo vô là xong rồi. Vậy mà á nói như có bí quyết gì không bằng. Thì ra gạo cầm trên tay có cảm giác như vậy sao? Cô còn ở đây sao?
đừng cố gượng nữa. Nhìn bộ dạng của cô, biết ngay là cô tay mới rồi. Chịu thua đi, tôi đây có thể tha cho cô một lần, còn hơn cô phải mất mặt ngay trước mặt của thiếu gia. Cũng lãng phí thời gian của mọi người, đúng vậy không? Sao cô biết tôi không rành chứ? Cô từng tham gia lớp đào tạo thì hay lắm hay sao? Tôi đây cũng có tuyệt chiêu gia truyền đó. Tuyệt chiêu gia truyền của cô, không lẽ không cần vo gạo hay sao? Thì ra phải vo gạo trước. Ai nói tôi không vo gạo? Vậy tại sao cô còn đứng đây làm gì? Thì tôi đang chuẩn bị đi vo gạo đây nè. Cô đó, đừng bao giờ cho rằng nấu cơm là chuyện rất đơn giản. Thật ra nó vô cùng khó khăn đó. Đối với bí quyết nấu cơm nha, tôi đã tốn không ít thời gian cố nghiên cứu nó. Cô vốn không hiểu. Nấu cơm đi. Làm gì vậy? Cô làm gì? Muốn rình trộm chứ gì? Đây là bí quyết tâm đắc của tôi. Tôi cho cô hay, hôm nay chúng ta so tài. Nếu như cô dám rình trộm tôi, tôi sẽ mét cho thiếu gia biết cô gian lận. Ai mà đòi rình cô chứ? Thì cô đó. Cô hay lắm sao? Ôi trời ơi, chỗ này hôi quá, đâu đâu cũng là mùi mắm với mùi muối. Tôi đi đây. Nhà bếp này giao cho cô nha, bà nội trợ. Cô nói ai? Cô nói ai là bà nội trợ hả? Tôi nói cô đó, cô tên là Châu Châu mà. Châu nội trợ. Châu nội trợ. Cô là bà không biết làm gì hết. Thuộc hạ tham kiến đại dương. Thế nào, có phải muốn được bổ dương ôm ấp hay không? Thiên Trinh tới đây là có chuyện nghiêm túc. Có chuyện gì vậy? Đại dương phái con cháu tới Lưu gia đã nhiều ngày rồi, nhất là phải có tin tức. Thuộc hạ cho rằng liệu ta có nên đưa ra hành động tiếp theo hay không? Cô nói đi. Kêu đám con cháu tiếp ứng chúng ta, sau đó thì chúng ta hút tinh khí của hắn. Tạm thời bổn dương không thể đụng tới Lưu Tứ Hỷ. Tại sao vậy? Lần trước bổn dương bị thiên lôi đánh trúng. Trời ơi, tổn hại nguyên khí, thiệt hại con cháu đã đành, còn tiêu hao 100 năm công lực của ta. Huống hồ sau khi trải qua chuyện đó, Lưu gia nhất định sẽ cảnh giác hơn. Nếu chúng ta nhắm mắt mà làm liều, không may có mệnh hệ gì lại bị thiên lôi đánh một lần nữa, đó sẽ là 100 năm nữa. Cho nên dù có nuốt chửng Lưu Tứ Hỷ 500 năm, trừ đi 200 năm, chỉ còn dư lại 300 năm, tính qua tính lại thì cũng không nên. 300 năm cũng đâu có ít đâu. Không được, không được, không được. Cái cảm giác bị thiên lôi đánh trúng rất là đau đớn đó. Người đẹp à, cô có biết hay không, bây giờ chỉ cần ở ngoài kia có mưa to gió lớn, bổn dương sẽ cảm thấy tê tái từ đầu tới chân luôn. Giống như là thiên lôi sắp đánh trúng ta vậy. Trời ơi. Nói chung à, bổn dương không nắm chắc 10 phần thì không nhắm mắt làm liều đâu. Sao đại dương lại cười vậy? Vừa rồi con cháu phái đi Lưu gia đã hồi báo, thì ra Lưu Tứ Hỷ đã quên cô gái thanh mai trúc mã nào đó, nay đang đòi hân thua với cửu muội. Hai cô gái đó đang ghen tuông và ganh nhau vì Lưu Tứ Hỷ, họ sẽ thi thố tài nấu nướng. Chuyện đó thì có gì mà vui đâu. Chúng ta càng thu thập được nhiều thông tin thì càng tốt. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng à. Cho cô biết sự lợi hại của con cháu của bổn dương. Nghị tâm nhập liên, cảnh ảo như kính.